Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào chị. Chị đầu tiên là chị chào chào chú mạnh khỏe, gia đình chú mạnh khỏe, Dạ. chào cộng đồng mạng trong nước ngoài nước mạnh khỏe luôn. Dạ, cảm ơn chị. Chị cho biết mình họ tên gì nè và năm sinh bao nhiêu? Chị tên của chị tên thật là Nguyễn Trọng Thính Minh, Nguyễn Thị Lục, ngoài thì kêu thường kêu Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Lụ hả? Nguyễn Thị Lục. Quỳnh Thị Lụ. Chị Lụ sinh năm mấy? Năm 1967. 1967, là năm nay chị Lụ 58 tuổi ha. Rồi chị Lụ đến từ đâu nè? Chị quê chị ở Hà Tĩnh nhưng mà chị làm việc ở ở Tây Ninh. Quê ở Hà Tĩnh, làm việc ở Tây Ninh. Hiện nay là chị Lụ đang sinh sống ở Tây Ninh luôn ha. Sinh sống ở Tây Ninh luôn chung. Chị Lụ nè, chị có cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không? Đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân chị Lụ yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được ha. Được chú. Chị có đồng ý không? Đồng ý. Chị Lụ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của chị nha. Được chú. Rồi, chị Lụ này, chị cho biết về tình trạng hôn nhân gia đình của mình ra sao? Gia đình của chị cũng cũng có tiếng nói chung, hợp nhau chia tay 6 năm rồi chú. Chia tay nay là 6 năm rồi ha. Anh chị được mấy cháu? Được 2 cháu, Hai cháu. Lớn hết là chị Lụ ha. lớn hết rồi chú. Rồi hiện nay chị Lụ đang ở Tây Ninh, là chị sống ở nhà chị hay là nhà của ai? Thì sống chung với con chị có gia đình, sống chung với con chị. Chị đang ở nhà con trai hay con gái chị? Con trai. Đang ở nhà con trai ha. Chị Lụ này, chị đến với chương trình Mảnh ghép yêu thương, các con của chị có biết không? Có, con chị nói mẹ buồn cô đơn thì mẹ đi kiếm người bạn đời của mẹ để sau này tuổi già có tâm sự với nhau, hùng vị với nhau. Vậy là quá quý luôn ha. Được con ủng hộ. Chị chỉnh cái điện thoại xuống chút, chị nói bây giờ trồi lên rồi. Vậy là chị cũng hạnh phúc quá rồi ha, được con ủng hộ cho đi tìm mảnh ghép ha. Chị Lụ nè, chị cao bao nhiêu? Thì cao 1m60, nặng 56 kg. 1m60, nặng 56 kg. Ừ. Hiện nay chị Lụ đang làm công việc gì ở Tây Ninh? Thì buôn bán tự do chú. Buôn bán. Buôn bán thì do chị có thể cụ thể chút xíu là chị mua bán cái mặt hàng nào không? Thí dụ như là ăn uống hay là trái cây hay là Thì vừa lấy giấy số bỏ mối cho ta bán, vừa bán luôn. ồ làm đại lý vé số nhỏ nhỏ hả? Nhà nhỏ, làm này là một nhỏ chút. Rồi ổn không chị Lụ? Ổn, cũng ổn chút, đủ sống. Rồi chị Lụ nè, hiện nay ở ngoài quê của chị Nghệ An đó, còn thân nhân bà con nhiều không? Chị kê cho nó nghe lại, chị kê cho nó nghe lại, đúng rồi. Chị sáu sáu chị em, 4 chị em gái, 2 em trai,
mà có gia đình hết rồi, mẹ cha mẹ thì mất hết rồi. Rồi nó chạy lên nữa đó chị. Chị ơi, chị để chị kiếm cái gì kia kê cho nó chắc chắn lại. Rồi. Rồi hai bác thì cũng đã mất rồi ha. Hai bác mất 2 năm rồi. Rồi bây giờ chị quyết định vào ở Tây Ninh với người con trai của chị luôn ha. Chị hỏi con trai chị buồn quá, chị muốn đi kiếm người bạn đời để chung sống cho nó có gia đình cho nó vui vẻ. Chị Lụ này, chị có cái ưu khuyết điểm gì nè? Cái điểm của chị vui vẻ, vui tính, rồi đi đâu bạn bè, đi ra bạn bè thương yêu chị nhiều lắm. Cái ưu điểm á. Ưu điểm thì chị cũng hay thương người, cũng hay ủng hộ, hay ủng hộ, cứ người nghèo thì hay cho ta tiền chút đỉnh ăn cơm rồi đó. Chị có tính hay buồn, hay tủi thân, hay khóc nhiều lắm. Rồi chị Lụ xem chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương lâu chưa? Chị xem cô chú lâu rồi, mấy tháng rồi chú. Mấy tháng rồi. Chị có ấn tượng được anh nào trên những cái video đó chưa? Có mà chị để chị nhắn tin chú sau được không? Cái đó là quyền của chị ha. Hôm nay chị gọi đến cho Mảnh Ghép Yêu Thương. Chị muốn nhờ Mảnh Ghép Yêu Thương giúp chị tìm một cái nửa mảnh ghép còn lại của cuộc đời ha. Đúng rồi chú. Rồi bây giờ chị thích cái mẫu người đàn ông như thế nào mới hợp với chị? Thích người một người đàn ông hiền hậu, có đạo đức, rồi quan tâm vợ, rồi thương yêu vợ được rồi. Có đạo đức, biết quan tâm vợ, biết thương yêu vợ là được rồi. Rồi những cái khác, ví dụ như bia rượu chị có chấp nhận không? Bia rượu thì mình giao lưu kiểu đi tiệc đi đám thì mình uống thì được, chứ mà uống nhậu hàng ngày thì sợ lắm. Rồi cà phê thuốc lá thì sao? Thì tôi thấy thuốc lá thì uống thì dùng ít ít được, thì đàn ông mà nó hút thuốc thì hút ít được thì nhận. Chị có thích là cái mẫu anh đó là cao thấp hay là mập gầy không? Thích người ăn đó vừa vừa được rồi, đừng có gầy gầy quá, đừng có Vừa vừa cỡ Lưu Đức Hoa được mập quá. không? Cỡ 6 65 kg rồi xuống được rồi. Cao cao đồ đẹp trai giống như Lưu Đức Hòa Hồng Kông là được rồi ha, cỡ đó được không? Tao thì 1m60 60 mấy, đàn ông mà 1m60 65 được Mà chị có coi thử coi phim Hồng Kông rồi. Không, ít xem lắm. không? Ừ, xem. Chị biết Lưu Đức Hoa không? Đức Khoa mình làm nhưng mà bố được Đức Khoa được. Cắt Thì xỉ nhà tao. ngang ngang cỡ cỡ anh đó được không, hay là thua chút xíu được rồi ha? Sao được chú ơi, sao được rồi, Sao được hả? thương mình được rồi. À, thương mình là được rồi. Rồi bây giờ độ tuổi chị muốn anh đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Tuổi có 65 xuống, trở xuống 60 bằng tuổi chị được. Bằng tuổi chị 58 cho tới 65 ha. Đúng rồi. Còn công ăn việc làm này, rồi nhà cửa của anh đó chị muốn như thế nào? Chị muốn anh đó có nhà, chị lấy chị theo bên chồng. Còn công ăn việc làm? Công việc làm thì có việc làm, có tiền thu nhập đủ ăn hàng ngày được rồi. Chứ cái tuổi đó bây giờ làm gì giờ?
Tuổi 60 tới 65 thì chỉ có nước là tiền hưu hoặc là làm hoặc là những cái anh nào mấy anh có cơ sở từ nhỏ lớn thì quả mai thì nó mới có, chứ còn bình thường đa số cỡ tuổi đó thì tuổi về hưu là nhiều nè, rồi tuổi cũng có thể làm bảo vệ nè, rồi làm thợ hồ nè, đó thì nó nhiều. Chứ còn mà kiếm mấy cái anh mà có nhà cửa hẳn hoi thu nhập ổn định thì nó cũng hơi khó chị. Ừ, đúng rồi. Mà thêm cộng thêm cái con người có đạo đức, biết thương yêu vợ, rồi biết quan tâm tới vợ, cái này chắc cũng hơi lâu mới kiếm được nha. Thì lên nong của gia đình, lên nong của gia đình rồi đấy. Tiêu chí của chị nó dày quá. Chị ngoài cái công việc mua bán tự do hàng ngày của chị ra, chị có thích đi du lịch hay là đi giải trí những cái nơi này nơi kia đâu không? Có thì một năm chị đi một lần đến Tết là chị đi chơi du lịch đi chùa. Lịch đi chùa. Chị có thích đi ca hát không? Hát thì chị không đi, chị ca hát thì chị ca hát karaoke, bạn bè rủ đi 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 karaoke bằng bằng gái á, karaoke thì lâu lâu đi ca là chứ không ít cái ca lắm. Càng nghêu ngao được ha. Thường thường chị đi hát karaoke chị thích hát bản nào? Hát bạn thì ở trong cao kê có bạn thì hát bạn đó thì quên rồi. À, chị quên này hả? Chị giờ chị nhớ bản nào thì chị nhớ được bản nào không? Không chị không hát là chị hát để có chữ có loa thì hát được, có chị hát thường thì hát không nhớ. Chị muốn anh đó phải có công ăn việc làm ổn định, có nhà cửa hẳn hoi, biết yêu thương vợ con, biết có đạo đức, biết chăm sóc vợ. Okay. Rồi chị thích anh đó là người vùng miền nào? Ở đâu nè chú ơi? Đâu được. Ở đâu cũng được. Chị ở đâu chị cũng sẵn sàng đi theo hết hả? Đúng rồi, ở đâu sẵn sàng đi theo. Thí dụ như ở Tuốt Mũi Cà Mau mà đi vô trong sâu trong quê á, chị có đi không? Đi luôn, thương yêu thì chị đi hết ạ. Đi luôn hả? Vô trong đó là không có cái chỗ vui chơi giải trí đâu, chỉ là vô đó nè mình ở mình trồng rau hay là nuôi cá nuôi gà, rồi đi ra chợ cũng khá là xa đó. Chị sống Chị nổi đi không? số chị chị đi đang số luôn. chị đang sống ở một cái nơi đô thị là đang sung sướng mà đi vô trong đồng quê thì chị chịu nổi không, làm nổi không? Có chồng rồi thì đi đâu cũng được, cũng vui mà chú. Có chồng thì buồn chứ có chồng là vui mà. Đi theo chồng là vui à hả? Hai người ngủ đi với nhau là vui rồi. Thí dụ như bây giờ anh đó cũng giống như chị vậy đó, ảnh cũng được tiêu chí giống chị, nhưng mà bây giờ ảnh không có nhà, anh không có nhà rồi thì sao? Không, chị phải kiếm người ăn ở nhà chứ, chị cũng có nhà, chị phải kiếm người có nhà chứ, không có nhà bé đi ở thuê ở mướn lâu dài đâu mà được. Chị có cháu nội chưa? Có là chú. Tại vì vậy sao chị không chơi, không ở với con trai nè, ở với cháu nội sướng không, vui không? Thích làm gì làm nè, ở nhà đẹp nè, ở thành phố Tây Ninh đó, sướng không? Đi kiếm ông xã về đi theo ở với ông xã chăm sóc rồi biết có sướng bằng như ở nhà con không? Thích có người chồng để khi ốm khi đau để ông nấu bà mình cháo, để bà nấu cho mình cháo ăn. Chị thích chăm chồng ha. Thích là một người phụ nữ thương yêu chồng đúng không? Chị rất thương yêu chồng lắm, chồng mà thương yêu thì là chị thương yêu chồng. Chị có giỏi nấu ăn không? Giỏi, chị nấu ăn rất ngon lắm. Rất là ngon luôn hả?
Rồi hồi nãy chị nói hiện tại chị đang bán cái gì? Chị vừa đi bỏ mối về số cho ta bán, thì vừa bán nữa, vừa bỏ vừa bán. Vừa bỏ mà vừa bán thì một ngày chị kiếm 600-700 ngàn được không? Không được. Rồi bây giờ chị đi theo ảnh rồi rồi bỏ biết bao nhiêu cái cô với chú bán vé số, ai bỏ vé số cho mấy cô chú đó bán. Thôi chị đi theo ảnh là gián tiếp tạo cái thất nghiệp cho biết bao nhiêu người á. Chị muốn có gia đình để chị cũng đi theo chồng, cũng chị cũng buôn bán cũng bình thường, cũng đi làm ăn bình thường. Không ấy, theo chồng về nhà mình lấy giấy số tự mình đi bán khỏi bỏ hả? Thì bò đâu có bán được, bán chồng cháu làm gì làm cái đó. 6 năm nay chị đi bán, chị bỏ vé số, chị đi bán vé số mà chị không có kết được anh nào ở bên ngoài sao? Có mà chú ơi, có nhiều người để ý mà mấy người nhậu nhẹt thì cũng thích chú, quá nhậu nhẹt. Nhiều người, rất là nhiều người để ý ha, đi đi lại mấy cái bàn nhậu bán hả? Mấy người nhậu nhẹt quá chị cũng thích, chị cũng không nhậu nhẹt á, không nhậu. Rồi rồi bây Chị giờ đặt chị là trước chị lấy làm chồng đã nhiều quá rồi, chị đánh đập chị sợ lên, chị muốn lấy người không nhậu nhẹt á, kiếm người á. có nghĩa là chị cũng trải qua cái sự cay đắng rồi ha, nên cũng ngán ha. Đúng rồi đó. Rồi các anh độ tuổi từ 58 tới 65, các anh nào nằm trong cái tiêu chí của chị Lụ đưa ra thì các anh hãy nhanh tay bắt máy gọi đến số chương trình. Chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị có một cái cuộc gặp gỡ giao lưu tìm hiểu với nhau. Nếu hợp thì chúng ta cho số rồi về nhà liên lạc, chúng ta tìm hiểu thêm chị Lụ ha. Cảm Tìm ơn. hiểu một thời gian, nếu mà thích hợp thì chúng ta tiến xa hơn, còn không thích hợp thì coi nhau như những người bạn mình, gặp gỡ thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù ha. Cảm Thì ơn cũng được. nó cũng là một cái sự vui ở tuổi già mà. Nhưng mà Ơn chú. nhưng mà lúc nào Minh Hoàng cũng có một cái lời khuyên với lại cô chú anh chị và các bạn, khi mình tìm hiểu lẫn nhau thì chúng ta phải thật sự cẩn cẩn trọng khi tìm hiểu. Nếu mà chúng ta tin tưởng thì ta có thể tới xác minh nhà của anh đó, hoặc là anh đó có thể tới xác minh nơi ở của chị Lụ, thí dụ như thế. Hoặc là trong cái thời gian mình tìm hiểu với nhau mà một trong hai bên mà có đề cập tới vấn đề tiền bạc, lập tức ngưng ngay và báo cho chương trình biết chị Lụ ha. Chị có Ok. nhất trí không? Nhất trí. Chị thấy tụi em làm việc như vậy nó có gây khó khăn cho anh chị không? Không, chú là làm đúng chứ, chú làm đúng quy trình rất là hay lắm. Rồi, chương trình ghi nhận sự chia sẻ trải lòng nãy giờ của chị Lụ ha. Cảm ơn chị dành thời gian để chị em mình trò chuyện, và cũng không quên cầu chúc cho chị Lụ sớm ngày tìm được nửa cái mảnh yêu thương thật sự như lòng chị ao ước. Cảm ơn chú nhiều. Rồi bây giờ chị chào quý vị khán giả để chị em mình kết thúc ha. Thì trước cho chú gia đình chú mạnh khỏe, sau cộng chào cộng đồng mạng trong nước ngoài nước mạnh khỏe vạn sự như ý. Rất là cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của chị. Trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, chào chị Lũ ha. Chào chú.